đằng sau đây này. Chị đứng lên chị lấy cho cháu. Kéo kia xem. Đây rồi. Còn đến nữa. Đấy. Thời gian có hạn. Ông ơi. Ông kia. Tác nghiệp cũng toàn đề phóng viên khác rồi đó. Ông toàn đề phóng viên khác. Nhân dân rồi nha. Con bỏ cái hộp xuống. Thì con có nghe lời bác kia không? Đi chụp ảnh trước này. Đây kia lấy cái gì? Cái đỏ. Tối rồi chứ. Tối thổi. Đưa lên cho bố cắt đi. Đây cắt đi. Tối có thổi. Đi không bố cắt đâu, bác Thắm không cho nữa đâu. Đi lên bố bác Thắm không cho nó đi. Sao ảnh không đẹp đâu à? Thọ. Con để xuống đây này, con để đằng sau đây này. Thế. Rồi thế. Con chụp ảnh ngay. Con lại mong tối. Đi lấy đi. Ở chỗ cái mặt này con. Cái ghế mà lúc đấy con đưa cho mẹ ngồi ấy. Thế bác nói bùm nghe không? À thì con để xuống con dưới. Chụp xong chưa? Chụp xong thì lấy nhé. Chụp xong chụp đi chụp đi chụp. Nhanh cần thổi nến nhanh cần thổi nến. Tách một cái nha. Tách một cái nè. Bà tách cho ăn một cái rồi ăn đỏ ra nhá. Thổi nến nhá. Tách tách rồi. Tách tách nào. Tài tài cái nào. À đây này bà chụp cho ăn xong ăn bỏ đi. Tách này tách ra này. Tồm quá. Rồi thôi cất đi xong. Thỏ làm cái mà. Ăn xong một cái là đến lượt hai nghìn. Linh. Thỏ này ngoan. Đây bố cất đi. Linh ra đây với em đã nhanh nhanh. Chú Phong cắt xong rồi, bây giờ tiến lên. Linh. Chân. Có chụp ảnh em không? Rồi vào chụp ảnh với em. Nào, hai đang đứng nhanh nhanh chụp nhanh hai nghe.